Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong bản tin đặc biệt này, Xe Hay sẽ điểm danh top 3 mẫu sedan siêu sang đắt nhất tại Việt Nam, giá sương sương chỉ bằng vài căn biệt thự. Điểm chung của cả 3 mẫu sedan siêu sang có giá đắt nhất tại Việt Nam là đều có nguồn gốc từ Anh Quốc, quê hương của những mặt hàng và sản phẩm cao cấp, xa xỉ hàng đầu thế giới. Đầu tiên là Rolls-Royce Phantom 8, giá từ 46 tỷ Việt Nam đồng. Rolls-Royce Phantom 8 là một trong những mẫu xe siêu sang được rất nhiều đại gia trên thế giới ưa thích. Ngoài sở hữu vẻ đẹp nội ngoại thất nổi bật, mang đậm âm hưởng của các hãng siêu xe Anh Quốc, Phantom 8 còn được trang bị những công nghệ hiện đại và tối tân nhất làng xe hiện nay. Tương tự các mẫu xe khác trong gia đình Rolls-Royce, Rolls-Royce Phantom 8 cũng được mệnh danh là xe câm với khả năng vận hành êm ái và cách âm số 1 hiện nay. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm mang tên Architecture of Luxury của hãng xe siêu sang nước Anh. Hệ thống khung gầm này cũng được áp dụng đồng thời trên nhiều mẫu xe như Cullinan hay Golf mới. Đối với không gian cabin, chiếc Rolls-Royce Phantom 8 này được tùy chọn 3 màu sắc chủ đạo, bao gồm màu nâu da bò thượng hạng, màu nâu sẫm của gỗ và màu xám xanh cuốn hút. Đặc biệt, xe còn được trang bị cấu hình chỉ 4 ghế ngồi theo dạng 2-2. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân của chiếc Phantom 8 sẽ có một không gian thực sự thoải mái và rộng rãi. Động cơ xe Phantom 8 chỉ có một loại duy nhất là loại V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô men xoắn 900 Nm, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp, tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh đó, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn, vẫn có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với người tiền nhiệm. Trước đây vào năm 2019, nhà phân phối chính thức của Rolls-Royce tại Việt Nam là Rolls-Royce Motorcar Hà Nội từng công bố bảng giá của các mẫu xe Rolls-Royce tại Việt Nam. Trong đó, riêng mẫu Phantom có giá khởi điểm từ 46,1 tỷ Việt Nam đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 54 tỷ 288 triệu đồng cho phiên bản trục cơ sở dài. Rolls-Royce Ghost thế hệ mới, giá từ 31 tỷ Việt Nam đồng. Rolls-Royce Ghost là mẫu sedan siêu sang được rất nhiều người yêu thích trên toàn thế giới. Không quá to lớn và nổi bật như người đàn anh Phantom, Ghost vẫn giữ cho mình vẻ uy nghi, quyền lực và nét đẹp vượt thời gian, nhưng ở một chừng mực khiêm tốn hơn. Ở phần ngoại hình, Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 sở hữu những đường nét khá tương đồng với đàn anh Phantom 8 với ngôn ngữ thiết kế mang tên Post Opulence. Những chi tiết quen thuộc như cụm lưới tản nhiệt to bản mạ chrome, hình ngôi đền Pantheon đặc trưng, cặp mắt LED sắc sảo với công nghệ đèn laser tối tân, hốc hút gió dài phía trên cản trước, v.v. là những điều vẫn hiện diện trên Ghost thế hệ hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, bộ lưới tản nhiệt Pantheon trên Ghost 2021 còn có khả năng phát sáng trong đêm tuyệt đẹp. Với chiều dài cơ sở vừa phải chỉ 5.545mm cho bản tiêu chuẩn và 5.715mm trên bản trục cơ sở dài, vóc dáng của Ghost mang tới cái nhìn thanh lịch và khá phù hợp để di chuyển trong phố. Khung gầm trên Rolls-Royce Ghost thế hệ mới sẽ được làm bằng nhôm theo dạng Architecture of Luxury, tương tự mẫu Cullinan và Phantom 8. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống treo khí nén tân tiến có tên Planar Suspension System giúp gia tăng sự êm ái cho khách hàng. Không gian cabin của Rolls-Royce Ghost thế hệ mới là sự giao thoa nhẹ nhàng và đầy tinh tế giữa Phantom và Cullinan. Giữ đúng giá trị truyền thống vốn có, khoang nội thất của Ghost mang hơi hướng cổ điển với sự hiện diện của các phím bấm cơ học. Tất cả đều được mạ chrome sáng cho cảm giác sang trọng và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, Rolls-Royce cũng không để đứa con của mình thua kém các đối thủ trong hạng mục công nghệ. Bằng chứng là việc đồng hồ công tơ mét của xe giờ đây là dạng LCD, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn cùng hàng loạt công nghệ kết nối không dây hiện đại. Các trang bị đẳng cấp trên Rolls-Royce Ghost 2021 có thể kể tới như hệ thống camera flag bearer cho phép quét và phân tích bề mặt đường, từ đó đưa ra tính toán để xử lý dao động triệt để nhằm mang tới cảm giác êm ái nhất cho hành khách. Hệ thống âm thanh bespoke 18 loa, công suất 1.300 W, bầu trời sao Starlight Headliner mới, hệ thống phát Wi-Fi trong cabin xe, camera 360 độ, màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD, v.v. Ngoài ra, trên Rolls-Royce Ghost 2021, nhà sản xuất đã sử dụng hơn 100kg vật liệu cách âm xung quanh xe nhằm triệt tiêu mọi tiếng ồn không cần thiết dội vào khoang cabin. Về chuyển động, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được trang bị động cơ V12 6.75 lít tăng áp kép giống như trên Cullinan, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và 850 Nm mô men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.
Tương tự Phong Tôm, giá bán khởi điểm của Rolls-Royce Ghost tại Việt Nam từng được nhà phân phối cũ tiết lộ là từ 31 tỷ 391 triệu Việt Nam đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 35 tỷ 494 triệu Việt Nam đồng cho phiên bản trục cơ sở dài. Bentley Mulsanne giao động từ trên 30 tỷ Việt Nam đồng. Bentley Mulsanne là dòng xe sedan đầu bảng của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc Bentley. Dù vậy, mẫu xe này đã bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của Bentley kể từ giữa năm 2020 vừa qua để nhường chỗ cho đàn em Continental Flying Spur thế hệ mới. Tuy nhiên, đối với các tín đồ mê xe nói chung và các dòng xe Anh Quốc nói riêng, Mulsanne vẫn luôn được coi là biểu tượng của sự xa hoa, quyền quý và đẳng cấp. Có thể nói cái tên Mulsanne mới chính xác là đối thủ xứng tầm nhất của gã đồng hương Rolls-Royce Phong Tôm. So với đàn em Bentley Continental Flying Spur, Bentley Mulsanne mang một diện mạo bề thế và có phần nổi trội hơn đáng kể. Điều đó được thể hiện một phần lớn nhờ vào thiết kế đầu xe cao, chiều dài từ gầm tới đỉnh nắp capo lớn, khiến chiếc xe mang tới cái nhìn mạnh mẽ, sang trọng và đẳng cấp hơn. Cuối cùng, điều làm nên sức hút khó cưỡng và tăng thêm độ chất cho cá nhân của chiếc xe Bentley Mulsanne còn tới từ trang bị động cơ. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này sở hữu khối động cơ khủng V12 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa tới 512 mã lực và 1.020 Nm mô men xoắn. Nhờ đó, dù phải kéo trọng lượng không tải tới 2,6 tấn, nhưng cỗ máy này vẫn giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,1 giây trước khi cán mốc 296 km/h. Tại Việt Nam, Bentley Mulsanne có giá dao động trong khoảng từ 30 tới 40 tỷ đồng.